Chị chào mấy em nha. Bên chị có dịch vụ á là một tiêm và một C filler á, rẻ lắm, có 500k thôi. Dạ. Em có tiêm không? Chị tiêm cho heo cái gì mà rẻ. Em thấy chị giống Giác Phượng quá. Không chị ơi, chị nói giống Giác Lê. À sao bên chị có dịch vụ thay đầu thai không Tâm? Chứ không. Cái đầu em ấy thì thay đi em. Thay cái đầu gì trước đi, cái đầu gì chị thấy lê vậy đó. Thấy ghê quá má. Hồng quỷ, mỗi nhọn. Ồ, vậy là đúng mục đích của hai mẹ con mình rồi. Vỗ tay hai cái. Ok, cái gì đây? Dạ, happy birthday Lin. Lin ơi, tặng Lin ơi. À Lin. Yeah, xin mời âm nhạc ạ. Rồi, happy birthday Lin. Mặt tôi nhau, hai người máu, hai người máu, hai người máu.
thì còn cái đầu tinh của tàu ấy. Cái đầu mình mới chạo có 16. Sao không nói nên lời số một.